phòng thủ trong bóng rổ thì nó chỉ có những cái gợi ý và những cái điều rất là căn bản về tư thế thôi. Đó. Thế thì từ cái tư thế đấy cộng với cái sự quyết tâm, sự lì lợm và đôi khi là một chút may mắn nữa thì nó sẽ mang lại được cái hiệu quả phòng thủ là như mong muốn. Thì bây giờ nó như thế này. Đầu tiên là phải hạ thấp người xuống. Luôn luôn nhớ là như thế. Với một cái tư thế người mà đứng thẳng thế này này, thứ nhất là nó kém vững vàng. Thứ hai là khi mà hai chân nó sát nhau như thế này và đứng ở tư thế nó quá cao như thế này thì bạn sẽ không giữ được trọng tâm để mà có thể đuổi, để mà có thể theo kịp những pha bóng của đối phương. Thế thì phải thấp trọng tâm xuống bằng cách là trùng gối. Trùng gối này xuống, giữ lưng thẳng và chúng ta tiếp đất, dồn trọng tâm lên trên hai mũi bàn chân này. Được chưa? Đây, như thế. Tiếp theo là đôi tay này. Tay của chúng ta rất là linh hoạt. Và tay ấy, như mình đã nói là mình phòng thủ, mình không vướng vào bóng gì cả. Thành ra là mình phải làm sao cố gắng để triệt để tối đa được cái không gian mà mình có thể kiểm soát được bằng cái đôi tay này. Nó có rất nhiều cách. Ví dụ như là mình mở rộng sang hai bên. Đây là tư thế mà các bạn có thể gặp rất là nhiều. Và thường người ta dạy cơ bản, người ta sẽ dạy tư thế như thế này. Thỉnh thoảng mà gặp những cái tay ném tốt ấy thì sẽ có những cái mẹo, chẳng hạn như là đưa một tay lên để chặn một tay rồi lại thì đón. Đó. Hay là cái động tác đưa tay nhẹ ra phía trước để có cái xu hướng là chọc phá như thế này. Đó, hoặc là cài. Vận động viên mà người ta phòng thủ tốt ấy, thì thường là người ta sẽ có cái cách di chuyển rất là thông minh. Khi mà đối phương người ta đang bận rộn với cái quả bóng như thế này thì cái người phòng thủ đấy người ta hoàn toàn là chủ động trong cái việc rằng là sẽ di chuyển như thế nào để mà có thể chặn, để mà có thể cản phá được đối phương. Thế thì cái cách di chuyển để mà phòng thủ ở trong trận đấu nó khác hoàn toàn với việc là chúng ta chạy, nhảy hay là chúng ta biến hướng theo cái phản xạ thông thường ở bên ngoài. Mình lấy ví dụ, bình thường khi bạn đang đứng như thế này mà có một cái sự việc gì xảy ra mà mình bất chợt sẽ phải bứt phá mình chạy đi thì thường là con người chúng ta sẽ bước chân chéo, là chúng ta sẽ xoay hông và đánh chéo chân sang cái dạng như thế. Cái cách đấy ở trong trận đấu ấy sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì chỉ cần đối phương người ta có một cái nhịp dừng nhẹ hoặc đấy là một cái tình huống động tác giả thôi thì lúc đấy tư thế của bạn nó đã ở trong cái trạng thái là không thể nào mà có thể quay trở được về nữa rồi. Thế thì mình sẽ di chuyển như thế nào? Thứ nhất là di chuyển bằng cách bật nhẹ mũi và chân lên, di chuyển sang ngang như thế này. Thứ hai là nếu như đối phương bứt phá ấy, thì chúng ta sẽ phải di chuyển theo kiểu là mở chân, ví dụ sang trái mở chân ra, ngược lại sang phải mở chân ra. Bây giờ ví dụ nhất đang cầu thủ này ôm đối phương nó đi sang bên này, đi sang thì chân mình mở sang mình đi theo như này. Tôi quay lại thật mặt tập bên này. Ngược lại một tiếp nhanh nhé. Được rồi, phòng thủ thì nó còn dựa nhiều vào kinh nghiệm nữa. Và cái kinh nghiệm đấy thì nó phụ thuộc vào chính bạn thôi. Tức là cái khả năng mà mình sẽ lăn lộn, cái sự mà mình tìm tòi, mình trải nghiệm qua trận đấu, qua các tình huống khác nhau, qua ngày, qua tháng, qua nhiều năm. Thế thì thường thì các huấn luyện viên người ta sẽ có những cái lời khuyên nó rất là đơn giản như này cho các vận động viên trẻ cái phòng thủ. Nếu đối phương là một tay ném tốt, đối phương có những cú ném tầm xa hoặc là tầm trục, nói chung là rất là tốt thì phải áp sát ngay, tuyệt đối không để khoảng trống, bởi vì chỉ cần một khoảng trống nhỏ thôi thì người ta đã có thể vung tay lên và bóng nó vào rổ mất rồi. Phải áp sát. Ngược lại là những cái cầu thủ mà người ta có cái tốc độ tốt và người ta bứt phá rất là tốt, người ta đột phá rất là tốt ấy, thì phải giữ một khoảng cách vừa phải, xa quá cũng không được mà gần quá thì đương nhiên là hỏng rồi. Thế thì cái cự ly mà hoàn hảo nhất ấy, nó phụ thuộc chính vào cái chiều dài cơ thể của bạn và đặc biệt là chiều dài cánh tay này. Đó, thỉnh thoảng
bạn hãy hơi vươn tay ra một chút, vươn nhẹ tay ra để xem cái cự ly mà bạn có thể là cảm nhận được và áp sát đối phương ấy, theo cái chiều dài cánh tay là bao nhiêu, và như thế nào, thì lúc đấy bạn sẽ có thể linh hoạt hơn trong việc phòng thủ, cái cầu thủ khả năng đột phá tốt như thế này. Hay là với những cầu thủ nhỏ con ấy, bé nhỏ mà người ta càng đi dần vào bên trong, càng đi dần vào sâu trong rổ của chúng ta lại càng phải áp sát thật mạnh. Đấy. Còn những cái cầu thủ cao lớn thì không bao giờ để bản thân mình được phòng thủ đơn độc mà phải có sự hỗ trợ của đồng đội. Đó. Thì nói chung là có rất nhiều những cái lời khuyên khác nhau và tự bản thân các bạn sẽ phải trải nghiệm thôi trong cái cuộc đời chơi bóng của mình. Nên chịu khó là lăn lộn, không ngại ăn hành nữa thì mình sẽ tìm bước nhanh. Yeah! Hey!